sông Mekong của mình á, tại vì sức lớn của nó có thể tới vài trăm ký lận. Dạ. Dạ con này hôm nay con mà nuôi hồng hồng này là cá hồng vĩ. Dạ. Con này là thủy quái của dòng sông Amazon á, tại vì sức lớn của nó cũng tới vài trăm ký lận. Nhưng mà hiện giờ ở trong đây thì nó chỉ dao động khoảng hai mấy đến ba mấy ký thôi. Nhưng mà anh nhìn nó nhỏ vậy thôi, nhưng mà ra là cái phần đầu á là cái hộp xương sọ nó chiếm khoảng 50% trọng lượng cơ thể rồi, nên là nó rất là nặng. Dạ cá hồng vĩ thì do giá thành nó hơi đắt á, nên là mình chỉ nuôi kiểng thôi chứ không ăn thịt. Còn riêng con cá hô đó thì người ta nuôi để ăn thịt luôn á. Em làm cho nó truyền lên đó chút em. Em không kéo nuôi lên như cho quẩy như rõ. Dạ tại vì con này mà mình kéo lên cao quá là nó sẽ bị nó quẩy, nó văng nước lên mình á. Cá hô này muốn coi nguyên con á, con quẩy trên bàn nhậu cả trăm ký một con có. Dạ ở đây á thì con đó thì nó càng nặng thì giá thành của nó sẽ càng. Đây là cá nhỏ nè bạn, cá coi nhỏ nè. Tức quá thiệt tình, nãy quên mua dế lấy dọc mấy con cá, dọc mấy con cá mẹ gỗ chơi bạn. Người này cho khách du lịch vô ăn chả cá thác lát rồi các bạn. Đây giới thiệu với mấy bạn, chỗ này hơi bị vui á. Đó rồi. Đút. Trời ơi, bắt nước đút. Đi kìa, thấy bắt nước không? Các bạn. Em mà mình đi kiểm cho ngoài này luôn nha. Nó. Dạ rồi, em xin phép giới thiệu với mình nha. Con cá này có hai cái tên gọi là, một là con cá mè rổ, hai là con cá bê rổ. Dạ. Con này nó thuộc vào, anh ơi đừng có nhấp nhấp lên giùm em nha, thì nó nhát á. Là con cá này nó thuộc vào top 8 loài động vật săn mồi hay nhất rồi. Là nó có ba cái đặc tính, ba cái đặc tính vượt trội là thứ nhất là nó có thể là sống cả nước ngọt và nước lợ. Cái thứ hai là nó di chuyển cực kỳ nhanh khi mà con mồi rớt xuống. Cái thứ ba là nó có thể là bắn. Chơi với mấy con cá mè rổ này vui nè. Nó bắn thương thôi luôn. Nó các bạn coi nó táp mồi nè, ghê gớm luôn. Nó trời ở ngăn không thôi, hàng rồi. Cá bự bự không à. Nó xíu à, cá hơi nó ra ngoài đây. Ồ ồ cho mấy cá bự ra ngoài đi. Đâu. Rồi. Cái ác ha. Trời ơi. Con cá đẹp thiệt. Con đỏ đỏ đó, cá hô hay dạ. Đó cá hô. Đuôi đẹp kìa. Quá trời cá hô. Ai lấy giật nó kìa, bự kìa cậu. Cắt được.
xà bá luôn nè. Con cá này ra trước đi. Con cá nó cành cây luôn nè. Rồi. Rồi. Nè 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 cho bác. Cá ngon đấy nè. Có bỏ rồi. Ồ, cá hú ngon kìa. Cá hú quá ngon. Con này ăn vô là hú luôn. Ê. Con lên cái gì chị cái. Để thôi. Này chắc 1 ký à. Góc như vậy là như cái Hugo kìa. Độc của anh ơi. Con này bự lắm mà, con bự lắm mà. Hàng hai con này chắc hàng hai luôn. Hàng hai luôn chứ không nhỏ. Sao giờ bung không? Bung nó rồi. Kéo lưới đào mày. Trời, cá hú kìa. Hai ba con quá. Không, đó mấy hú đâu. Cái đó bà xa đó. Cá hú. Không mấy hú đâu, giờ bắt lên nè. Cá hú tính vậy tôi. Giờ bắt lên đi. Bắt lên là biết không à. Nó đâu rồi? Cày. Đây. Cá hú. Hú rồi, cái đầu nhăn quắc, rồi. Quắc rồi. Ba con. Dữ lắm con cá ép này rồi. Ép để đó, để con. Con điện hỏi coi có nó lấy không? Lấy đi vào luôn. Không thôi. Con cá ép thằng ấy nào? Dạ. Dạ nó lấy hai con mà bên kia đã chết rồi, không biết ai con nó chờ nhỏ không. Rồi con ép kìa. Ở đó là nó càng khoái nữa. Ba con và con bự hơn nữa. Con càng nó càng khoái. Đây. Con này nè, nói là có bắt liền không hay là gọng lại? Bắt liền. Ôi trời ơi, bắt liền để ra đi. Để tra điện cho nó kêu nó bắt liền. Để tay nó phải tay đó được rồi. Trung bình 10 ca view thì sẽ có 5 ca thẳng BNT, mỗi BNT trung bình 10.000 đồng suy ra mỗi buổi stream AB sẽ được 50 TA một tháng. Trung bình 10 ca view thì sẽ có 5 ca thẳng BNT, mỗi BNT trung bình 10.000 đồng suy ra mỗi buổi stream AB sẽ được 50 TA một tháng là một